Ghi nhận của phóng viên PLO, đêm 1 tháng 1 và đến gần 4 giờ sáng ngày 2 tháng 1 năm 2023, lực lượng chức năng vẫn duy trì liên tục công tác ứng trực tại hiện trường và thực hiện các phương án giải cứu cháu bé bị kẹt trong cọc bê tông rỗng sâu 35m. Ba xe cẩu vận hành liên tục tại hiện trường. Đến 2 giờ 30 phút rạng sáng ngày 2 tháng 1 năm 2023, thêm một xe cẩu chở các trục khoan đưa đến khu vực để cứu cháu bé. Hiện tại tôi đang có mặt tại hiện trường vụ cháu bé 10 tuổi rớt dưới trụ bê tông rỗng. Lúc này là 2 giờ 30 phút ngày 2 tháng 1 năm 2023. Tại hiện trường có 3 xe cẩu đang túc trực móc trụ bê tông để giải cứu cháu bé. Có hàng trăm người gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình cùng lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, công an, dân phòng túc trực xuyên suốt, căng mình làm việc và triển khai phương án tối ưu để cầu móng cọc bê tông. Lực lượng cứu hộ thận trọng khi khoan xung quanh cọc bê tông bởi địa chất khu vực này yếu, dễ sụt lún. Như PLO đã đưa tin vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng ba bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Không may bé Nam lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m, được nối từ ba trụ bê tông dài 12m. Các em đi cùng liền kêu cứu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng gần 100 người cùng 3 máy xúc, một xe cẩu đã nhanh chóng được huy động đến giải cứu bé trai. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý bạn đọc.